Mùa hè năm đó, Tara thoát khỏi cảnh cô lập. Nhiều tháng sau cuộc đầu hàng, từng đoàn người gầy gò, râu ria xồm xoàm, quần áo tả tơi và luôn luôn đói khát, lũ lượt kéo nhau qua đồi Tara. Họ dừng lại dưới bóng mát của mái hiên, xin được một chút gì ăn và nghỉ qua đêm ở đó. Họ là binh sĩ liên bang miền Nam suốt ngủ về nhà. Tàn quân của tướng Johnston được xe lửa chở từ miền Bắc Carolina về tới Atlanta, và từ đó họ phải đi bộ về nhà. Đoàn quân của Johnston vừa qua sông thì lại tới đoàn tinh binh của lộ quân Virginia và các chiến sĩ mặt trận miền Tây. Họ cùng tìm về miền Nam, tìm về những ngôi nhà có lẽ không còn nữa, những gia đình có lẽ đã bị ly tán hoặc chết cả rồi. Hầu hết đều đi bộ, vài kẻ may mắn còn được ngựa hoặc la, những thứ mà trong văn kiện đầu hàng cho phép được giữ lại. Những con vật quá gầy gò, gầy đến nỗi không cần tới các chuyên viên huấn luyện ngựa, người ta cũng có thể đoán chắc chúng không thể nào sống nổi trước khi tới Florida hoặc về miền Nam Georgia. Về nhà, về nhà, đám tàn quân đó chỉ có một tư tưởng trong đầu, một số u buồn và lẳng lặng, một số khác thì lại vui tươi, quát lại những gian khổ vừa qua. Nhưng với ý nghĩ chiến tranh đã chấm dứt và đang trên đường về nhà, đã giúp họ thêm nhiều nghị lực để tiếp tục hành trình. Chỉ có rất ít người lộ rõ vẻ bất mãn và cay đắng. Phần lớn đều dành chuyện đó lại cho đàn bà hoặc những người già cả. Họ đã chiến đấu dũng cảm và đã bị đánh bại. Ngày nay, họ chỉ còn cần được yên thân để có thể lại tay cày tay cuốc. Về nhà! Về nhà! Họ không hề nhắc tới một chuyện nào khác, không nhắc tới những trận đánh, những lần bị thương, lúc bị giam giữ, và cũng không hề nhắc tới tương lai. Sau này, khi đã già, họ sẽ hồi tưởng những chuyện đó, họ sẽ kể cho con cháu họ biết, đã dùng mưu trước nào để đánh tan đối phương, họ sẽ kể lại những lúc đói khát, và tại sao bị thương, nhưng bây giờ thì không. Trong số có vài người còn lại một cánh tay, một chân hoặc bị chột mắt, phần đông đều mang đầy thương tích. Các vết thương sẽ làm họ đau nhất mỗi khi tiết trời thay đổi. Nếu họ còn sống lâu hơn, bây giờ thì họ không quan tâm tới những điều đó. Già lẫn trẻ, người ba hoa lẫn kẻ trầm mặc, đại điền chủ hoặc tiểu điền chủ, tất cả đều mắc phải một thứ bệnh chung: cháy giận và kiết lỵ. Người lính liên bang miền Nam quá quen với cái giống ký sinh trùng này, nên họ thản nhiên gãi sồn sột trước mặt phụ nữ. Còn kiết lỵ, chứng bệnh mà các bà trong nhà thường gọi là chứng ngoại khuất huyết, hình như không chừa một người nào, từ lính trơn cho tới ông tướng. 4 năm ăn uống thiếu thốn, 4 năm trường, chỉ ăn toàn thực phẩm sống hoặc nấu nướng sơ sài, đã tàn phá cơ thể họ. Những binh sĩ ghé ngang Tara, có người vừa khỏi bệnh, có người còn đang bệnh. Mấy ông lính trong quân đội mình, không có ông nào mà không hư guộc. Mami đưa ra nhận xét lúc đang cắm cúi chùm lửa nấu một nồi thuốc bằng rễ cây cơm xôi, một loại thảo dược trị kiết rất thần hiệu của bà Ellen. Theo tôi, sở dĩ quân Giang Chi đánh bại được quân ta là gì? Tại cái chứng bệnh này đó, làm sao mấy ổng có thể đánh giặc được với bộ ruột chảy ra như nước? Người nào tới Mami cũng bắt uống thuốc, mà không cần hỏi họ có bị bệnh hay không. Họ ngoan ngoãn uống nhưng mặt hơi nhăn nhó. Họ nhớ lại những ngày xa xưa, đã từng được người nhũ mẫu da đen dỗ dành cho uống thuốc. Với người trong gia đình, Mami cũng cứng rắn như thế, không người lính bị cháy rận nào được dò Tara nếu không cởi quần áo giặt giũ và xông khói trước.
Mami luôn luôn đứng chờ họ ngoài cửa với chậu nước và xà bông. Khi mấy cô gái phàn nàn Mami khắc khe, bà trả lời họ rằng không một thiếu nữ quý phái nào lại để mắc bệnh cháy rận được. Khi đám binh lính bắt đầu tới nhiều hơn, Mami cự nợ người nhà sao cho họ sử dụng phòng ngủ. Lúc nào bà cũng nơm nớp sợ có một con rận nào đó thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Tránh cãi giả lôi thôi, Scarlett đành dành phòng khách có trải thảm nhung làm chỗ ngủ cho họ. Mami lại kêu lên là tại sao để cho mấy người lính phạm thượng ngủ trên tấm thảm của bà Ellen. Nhưng lần này Scarlett không đổi ý. Phải có chỗ để cho họ nằm. Rồi nhiều tháng sau, tấm thảm êm ái đó đã bắt đầu muốn sóc và đường chỉ sắp đứt ra vì chân người dẫm lên và vì những người đi giày có đinh thuốc ngựa không buồn cẩn thận. Mỗi lần gặp mặt những quân nhân trở về, ai cũng hỏi thăm tin tức Ashley, còn Suellen thì không lúc nào quên hỏi tới Frank Kennedy. Nhưng không một người nào biết gì về họ, hơn nữa không ai muốn nhắc tới những người mất tích. Họ còn sống sót là mãn nguyện lắm rồi, cần gì phải nhớ tới hàng ngàn người, phải nằm trong những nấm mộ hoang. Sau mỗi lần thất vọng như vậy, cả gia đình lại cố gắng an ủi Melanie. Ashley không chết trong tù đâu, vì như thế người nhà phải được tin do một giáo sĩ giang tri nào báo cho biết chứ. Dĩ nhiên là Ashley đang trở về, nhưng nhà tù quá xa xôi, làm sao về mau được. Nếu về bằng xe lửa thì cũng phải mất nhiều ngày, còn đi bộ như những người kia thì... Nhưng mà tại sao anh ấy không gửi thư? Ồ, chị biết sở bưu điện bây giờ như thế nào. Nhưng ví dụ anh đã chết trên đường về nhà, thì phải có một người đàn bà giang kỳ nào đó viết thư cho mình hay chứ. Đàn bà giang kỳ? Ừ, Melanie, thế nào cũng có vài người đàn bà giang kỳ tử tế phải không? Scarlett, chị còn nhớ chúng ta đã gặp một người đàn bà giang kỳ thanh nhã ở Saratoga không? Scarlett, kể cho chị ấy nghe đi. Scarlett trả lời, thanh nhã cái mốc gì? Bà hỏi tao có được bao nhiêu chó săn rạc giống dùng để đuổi bắt bọn nô lệ tẩu thoát. Tao đồng ý với Nelly đó, tao chưa bao giờ thấy một người giang kỳ nào trang nhã hết, đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Nhưng đừng có khóc, Nelly. Ashley sẽ về tới nhà, đường về xa lắm, và chắc ảnh cũng không còn đôi giày nào. Scarlett bỗng bật khóc vì cái ý nghĩ Ashley không có giày mang. Mặt xác những người lính kia lặn lội với đôi chân quấn vẻ sốt hoặc bao bố, nhưng Ashley thì không thể như vậy được. Chàng phải về nhà với một con ngựa khỏe, với bộ đồ thật đẹp, giày thật bóng và một cái lông chim cài trên nón. Mỗi lần nghĩ tới Ashley cũng trở về trong một tình trạng như những người lính kia, Scarlett cảm thấy đau lòng. Một trưa tháng 6, khi mọi người ở Tara đang tụ họp nơi nhà sau chờ đợi tốt các quả dưa hấu đầu mùa, bỗng có tiếng gió ngựa nghiến trên đường sỏi. Con Brissy miễn cưỡng chạy ra, trong khi những người còn lại cãi nhau là có nên giấu trái dưa đi, hay để dành cho bữa ăn tối, nếu người khách lạ trước cửa là một quân nhân giải ngũ. Nelly và Karen đề nghị cho người lính đó một phần, nhưng Scarlett về xe của Suellen và Mami thì ra lệnh cho Pop giấu quả dưa ngay. Nàng nói, đừng có dại, quả dưa này còn không đủ cho gia đình mình, thì làm sao chia thêm cho vài ba người lính nữa được. Kia như vậy là mình phải nhịn sao? Trong khi Pop còn đang do dự với cái dưa trên tay thì có tiếng con Brissy la. Chú ơi! Bà Scarlett! Bà Melly ơi! Mau ra đây! Ai vậy? Ai? Scarlett vừa hỏi vừa chạy giọt sang nhà trước với Melanie và mọi người nối bước theo. Ashley! Có nghĩa... Bác Peter! Bác Peter của nhà cô Pitty Bác! Tất cả đều chạy ra hiên đón bác Peter.
Người da đen thân tính của cô Kitty đang xuống ngựa. Con ngựa của bác đã già, được lót một tấm mền thay yên. Mặt bác vẫn còn giữ được vẻ trang trọng quen thuộc, nhưng cái miệng không còn răng, há to như một con chó xanh già đang mừng chủ. Tất cả mọi người, đen lẫn trắng đều xuống sân chào hỏi, nhưng giọng Melanie lấn át cả. Cô có bệnh gì không? Dạ không, nhờ ơn Chúa, cô vẫn mạnh. Bác Peter vừa trả lời, vừa nghiêm trang nhìn Scarlett và Melanie, khiến hai người bối rối như đang phạm lỗi. Họ không thể hiểu tại sao họ lại sợ cái nhìn của bác ta. Cô vẫn mạnh, nhưng buồn rầu vì không có hai cô bên cạnh, và nói thẳng ra là chính tôi cũng vậy nữa. Sao vậy bác Peter, có chuyện gì? Thôi, hai cô đừng có trốn tránh nữa. Bộ cô Petty Bat không có biên thư kêu hai cô về sao? Chính tôi thấy cổ viết thư, và chính tôi cũng thấy cổ khóc lóc khi nhận được thư của hai cô nói rằng rất bận vì cái nông trại cũ mềm này nên không về được. Nhưng mà, bác Peter, làm sao mà các cô có thể bỏ cô Petty một mình trong khi cổ đang hoảng sợ? Cổ đâu có bao giờ sống một mình được. Và từ lúc ở Macon về tới nhà lúc nào cổ cũng run bần bật trong đôi giày bé nhỏ của mình. Cổ còn nói với tôi, nói lại với hai người là cổ phàn nàn, tại sao lại nỡ bỏ cổ một mình trong lúc này. Thôi, im đi. Mami đột ngột xen vào, mấy giờ bà đã quá bực dọc vì nghe Peter gọi Tara là cái trại cũ mềm. Dân da đen ngốc nghếch ở thành phố làm sao phân biệt một nông trại và một đồn điền. Bộ ở đây không cần Melanie và Scarlett hay sao? Tại sao cô Petty không kêu ông em giúp đỡ cho, còn chờ ai nữa? Bác Peter nhăn nhó nhìn Mami. Nhiều năm rồi chúng tôi không còn dính dáng gì tới ông em, và hai người đã quá già để có thể hòa giải được nữa. Rồi quay sang các cô gái đang cố nén cười, bác tiếp. Hai cô không biết xấu hổ gì hết, cứ bỏ rơi cô Petty. Bạn bè của cô, lớp thì chết, lớp thì còn ở Macon, còn Atlanta thì đầy rẫy quân dân kỳ và quân da đen giải phóng khốn kiếp. Từ lúc đầu Scarlett và Melanie cố ngoan ngoãn nghe lời trách móc của bác Peter, nhưng khi nghĩ rằng cô Kitty đã gửi bác Peter tới đây để mắng mình và đòi đem họ về Atlanta, họ không gần được nữa. Cả hai bấu lấy nhau mà cười. Dĩ nhiên, Pop, Mami, Dinsey cũng cười rủ rượi. Họ thích chí khi thấy kẻ dám hạ giá Tara đang bị lúng túng. Suelen và Karen thì cười khúc khích. Ngay cả ông Jaran cũng phát một nụ cười mơ hồ. Tất cả đều cười, ngoài trừ bác Peter đang giận sôi. Mami vừa cười vừa hỏi. Có chuyện gì bất mãn? Có phải ông đã quá già nên không bảo vệ nổi cô Petty không? Già hả? Tôi mà già hả? Thưa bà, không đâu. Lúc nào tôi cũng vẫn có thể bảo vệ cô Petty được như thường. Bộ, tôi không có hộ vệ cổ khi thẳng cư tới Macon hay sao? Bộ tôi không bảo vệ cổ khi quân dân kia tới Macon hay sao? Bộ tôi không có tiền con ngựa này để đưa cổ về Atlanta và không bảo vệ trên đường về cùng với muỗng nĩa bạc hay sao? Bác Peter cố rướn cao người hơn. Tôi không có nói cái chuyện bảo vệ, tôi nói về cái lối cư xử kìa. Ai cư xử mà cư xử như thế nào chứ? Tôi nói cái cách cư xử của mấy người á. Mấy người bỏ mặt cô Petty một mình, người ta hay nói xấu mấy cô gái già sống một mình lắm. Vừa nghe, Scarlett và Melanie lại càng cười lớn hơn, cả hai phải ngồi phịch xuống cho khỏi té. Sau cùng Melanie lau mắt nghiêm trang hỏi. Xin lỗi bác Peter, xin lỗi vì đã cười bác nãy giờ. Thật mà bác, xin bác thứ lỗi nha. Scarlett và tôi không thể nào về Atlanta ngay bây giờ được. Có lẽ tôi sẽ về nhà khoảng tháng 9,
sau khi hái bông xong, có phải cô tôi đã gọi bác tới đây để chở chúng tôi về Atlanta bằng con ngựa gầy trơ xương này không? Nghe hỏi, bác Peter chợt ngậm miệng, mặt bác có vẻ sợ hãi, môi dưới của bác sệ xuống. Cô Nelly, chắc tôi đã già thật rồi, vì hồi nãy giờ tôi quên mất cái nhiệm vụ cô Pitty đã giao cho tôi. Việc này quan trọng lắm. Có một bức thư cho cô đây. Cô Pitty không tin tưởng vào sở bưu điện hoặc người nào khác, nên đích thân tôi phải đi. Một lá thư hả? Cho tôi, mà ai gửi chứ? Dạ thưa chính cô Pitty đó. Cô nói với tôi, nè bác Peter, bác mang cái này xuống cho Melly. Hãy cẩn thận và... Melly đứng bật dậy tay chặn ngực. Ashley! Ashley! Chàng chết rồi! Không phải đâu! Không phải đâu! Bác Peter vừa hét lớn, vừa đưa tay lục lọi trong túi. Ổng còn sống! Cái thư này là của ổng đó! Ổng sẽ về nhà ngay! Ổng chúa ơi! Đỡ cô ấy mau! Mommy! Để tôi! Đừng đụng vào cô ấy, lão già đi. Mami hốt lên như sấm già đã đỡ được thân hình dịu hoặc của Melanie. Vậy là khôn ngoan đó hả, đồ khỉ già. Úp, đỡ hai chân cổ. Karen đỡ đầu, đem Melanie vào nằm trong tường tử coi. Mọi người xôn xao lên, người thì la hét, người lo chạy tìm nước và gối. Chỉ còn một mình Scarlett đứng lại với Peter. Nàng im lìm nhìn lão da đen đứng phe phẩy bức thư, mặt lão không còn dễ trang trọng bình thường nữa. Ashley còn sống, chàng sắp về. Tiếng của bác Peter như từ một nơi xa nào vọng lại. Ông William Bull ở American đưa cái thư này cho cô Pitty. Ông William ở chung trại giam với ông Ashley. Ông William về sớm nhờ tìm được một con ngựa. Còn ông Ashley phải đi bộ và... Scarlett giật lá thư khỏi tay lão. Ngoài phong bì cô Pitty đề tên Melanie, nhưng nàng không do dự xé bao thư ra và làm rơi lá thư của cô Pitty xuống đất. Còn lại trong phong bì là một lá thư chết nhỏ bẩn thỉu vì đã truyền từ tay người này sang tay người khác và đã rạn nứt theo đường xếp. Ngoài bìa là hàng chữ viết tay của Ashley. Bà George Ashley White, nhờ bà Sarah Jane Hamilton chuyển giao Atlanta, Kellogg hoặc Jonesboro, Georgia. Tay run lẩy bẩy, Scarlett mở thư ra. Em yêu, anh sắp về bên em. Nước mắt lăn dài trên má, nàng không đọc tiếp được, tim nàng như căng phồng đến cực độ bởi vui mừng. Áp lá thư vào ngực, nàng chạy dục lên thềm nhà, vào đại sảnh và chạy qua phòng khách. Người nhà đang xúm nhau cứu tỉnh Melanie nên chẳng thấy nàng. Chạy vào thư phòng của bà Ellen, nàng đóng cửa lại và buông mình trên cái trường kỷ siêu dẹo, vừa khóc, vừa cười, vừa hôn lá thư. Em yêu, anh sắp về bên em. Ai cũng biết. Ashley không thể về nhà sớm được, vì con đường từ Illinois về tới Georgia phải mất hàng tuần hay có khi cả tháng. Nhưng mỗi lần thấy một bóng người nhô lên ở đầu con đường dẫn vào Tara, là tim mọi người lại đập mau, bất cứ người lính gầy gò, râu ria nào cũng có thể là Ashley được cả. Và dù không phải là Ashley đi nữa, biết đâu người đó cũng có thể cho biết một ít tin tức nào của chàng. Hoặc mang cho một lá thư cũng như của cô Pitty. Da trắng lẫn da đen, tất cả đều chạy ùa ra nhà trước, mỗi lần nghe có tiếng chân. Chỉ cần thấy một bộ quân phục đi tới, là người nào cũng bỏ đống củi, sân cỏ hoặc đồng bông chạy về xem. Suốt một tháng trời sau khi nhận thư, mọi công việc gần như đình trệ, không một ai muốn bỏ lỡ dịp đón Ashley. Và Scarlett chính là người nóng lòng nhất, nàng không thể bắt người khác phải làm việc, trong khi chính nàng bỏ bê công việc của mình. Nhưng hàng tuần nữa trôi qua, lại chẳng có một tin tức gì. Tara lại trở về nhịp sống bình thường.
Những trái tim mong chờ chỉ có thể mong chờ được chừng đó thôi. Scarlett lại bị ám ảnh bởi ý nghĩ không biết Ashley có bị tai nạn gì dọc đường chăng. Rock Island thì quá xa, và biết đâu lúc được phóng thích, chàng đang bệnh hoạn và đã kiệt sức. Không có tiền, Ashley còn phải đi qua một vùng mà dân cư rất thù ghét liên bang miền Nam. Phải chi biết rõ Ashley đang ở nơi nào, nàng sẽ gom góp tất cả tiền bạc tư trang gửi cho chàng, rồi gia đình có đói cũng mặc. Làm thế nào để Ashley có tiền đi xe lửa về? Em yêu, anh sắp về bên em. Thoạt tiên đọc hàng chữ đó, Scarlett quá sung sướng, nên cứ tưởng rằng Ashley sẽ về với riêng nàng. Bây giờ xúc động đã lắng dịu, nàng nhận ra chàng chỉ về với Melanie. Dạo sau này Melanie thường ca hát luôn miệng, đôi khi Scarlett chua xót tự hỏi, tại sao Melanie không chết ngay trong lúc sinh con cho rảnh chuyện, nói vậy thì bây giờ mọi việc đều ổn, chừng đó nàng sẽ ráng đợi một thời gian, cho qua thời kỳ tan chế, rồi thành hôn với Ashley và làm người kế mẫu nhân từ của thằng Bo. Trong khi đầu óc đầy rẫy những tư tưởng tội lỗi như thế, nàng không còn cầu nguyện nữa, nàng không muốn Chúa biết ý nghĩ đen tối của mình. Bây giờ, Chúa không còn làm cho nàng sợ hãi nữa. Từng người một, từng đôi, hoặc từng chục người một lúc, những người lính suốt ngủ đói khát vẫn đều đặn ghé ngang ta ra. Quá chán nản, Scarlett bắt đầu nguyền rủa cái tập tục của quê hương nàng. Cái tập tục đó không cho phép nàng từ chối một người nào lỡ đường, muốn nghỉ đêm ở ta ra. Nó còn bắt buộc nàng phải cho những quân nhân đó và cả ngựa của họ ăn uống nữa. Khi làn sóng quân nhân suốt ngủ ngày càng tăng, tình cảm nàng càng khô cạn dần, họ tiêu thụ số lương thực thực phẩm có thể dùng nuôi ta ra trong nhiều tháng. Họ ăn sập hàng chục luống rau cải mà nàng đã cực khổ chăm sóc, những thực phẩm phải bỏ công đi hàng dặm mua về. Thực phẩm càng ngày càng hiếm, giả lại tiền của tên giang kỳ đâu có thể còn mãi. Bây giờ nàng chỉ còn lại vài tờ giấy bạc xanh và hai đồng tiền vàng. Tại sao nàng phải nuôi hàng trăm người đói khát ấy? Chiến tranh đã chấm dứt, họ đâu còn mang thân ra bảo vệ nàng nữa. Vì thế nàng ra lệnh cho Pop, mỗi lần có người lính nào tới nhà thì phải giảm thức ăn lại. Lệnh của nàng vẫn được thi hành răm rắp, cho tới lúc nàng nhận thấy Melanie, mặc dù từ ngày sinh Bo tới nay vẫn chưa phục hồi sức lực, đã bảo Pop chia bớt thức ăn của nàng cho những người lính đói khát kia. Scarlett gắt gỏng. Chị bỏ cái tật đó đi, bệnh chưa hết mà không chịu ăn uống đầy đủ, rồi tới chừng nằm liệt giường là tụi tôi là phải lo hầu hạ. Cứ để mặc cho họ đói, họ chịu đựng nổi mà. Đã chịu đói 4 năm, thì đói thêm ít lâu nữa, cũng đâu có sao. Melanie quay phát lại với ánh mắt lần đầu tiên phơi trần tâm ý ra. Scarlett, em không được nói như vậy, cứ để chị làm. Em có biết đâu, được làm như thế là chị sung sướng lắm. Cứ mỗi lần chia sẻ phần ăn của mình cho một người nghèo đói, là chị lại tưởng tới trên một con đường xa xôi nào đó tận miền Bắc, cũng có một phụ nữ đang cho anh Ashley của chị một món ăn thức uống để đủ sức trở về. Anh Ashley của chị, em yêu, anh sắp trở về bên em. Scarlett quay mặt đi chẳng nói gì nữa, nhưng kể từ đó Melanie nhận thấy mỗi lần có thêm người đói khát ghé qua, là trên bàn có thức ăn nhiều hơn, mặc dù Scarlett vẫn cứ muốn mắng giải vào mặt họ khi thấy họ ngấu nghiến một cách ngon lành. Khi nào có những lính bệnh nặng tới không còn lê chân nổi nữa, và số người đó cũng không phải ít, Scarlett cho họ nằm giường với thái độ chẳng thanh lịch chút nào. Mỗi người bệnh đối với nàng là một miệng ăn, lại phải có người săn sóc họ, và điều đó cũng có nghĩa là thiếu đi một cánh tay dựng lại bờ rào để cuốc xới nhổ cỏ và cày cấy. Một hôm, một người lính cưỡi ngựa đi về hướng Fayetteville đã bỏ lại trước thềm Tara một thiếu niên mặt còn bún ra sữa. Người lính đã trông thấy cậu bé nằm bất tỉnh bên lề đường
và đã mang cậu ta tới Tara, ngôi nhà gần nhất. Người ở Tara nghĩ rằng có lẽ đó là một trong số các thiếu sinh quân được gọi ra chiến đấu trong khi quân của tướng Sherman tiến gần tới Milledgeville. Nhưng họ không làm sao hiểu rõ được, bởi vì cậu bé đã chết luôn, không một lần hồi tỉnh, và cả trong túi áo quần cũng chẳng có giấy tờ gì. Đúng là một thiếu niên bảnh trai, rõ ràng là con nhà quý tộc, và ở một nơi nào đó tại miền Nam bao la này, hẳn đang có một bà mẹ, mỏi mắt trông dời trên đường, ngóng đợi con về cũng như Scarlett và Melanie, cứ sốt ruột, với hy vọng dâng cao, mỗi lần nhìn chăm chú vào một bộ mặt đầy râu ria đi tới. Họ chôn cậu bé trong nghĩa trang gia tộc, bên cạnh ba ngôi mộ của ba đứa em trai Scarlett. Lúc Oak lấp đất vào huyệt, Melanie khóc dùi, nghĩ tới cảnh những người xa lạ cũng đang đổ từng thủng đất lên thi thể cao lớn của Ashley. Rồi một người lính khác, Will Denton, cũng được đưa tới Tara trong tình trạng bất tỉnh như cậu bé không tên. Y bị chứng sưng phổi nặng đến nỗi khi đem y đặt lên giường, Scarlett và Melanie lo sợ là y cũng theo cậu bé kia ra nằm ở nghĩa trang. Mặt y vàng giỏ như hầu hết những người nghèo khổ gốc gác miền Nam xứ Yorkshire, thường bị sốt rét, tóc y uối lợt và đôi mắt lạc thần, nhưng vẫn cứ bình lặng và hiền dịu, ngay cả trong cơn mê sản. Y đã bị cụt mất một chân và thay vào đó là một khúc chân giả bằng gỗ đẽo sơ sài. Will đúng là người gốc gác miền Nam xứ Yorkshire, cũng như cậu bé mà họ vừa mới chôn cất kia là con của một chủ đồn điền. Làm thế nào để nhận ra được như vậy? Scarlett và Melanie không giải thích được. Will cũng chẳng mẫn thiểu, râu ria xồm xoàm và nhiều cháy rận gì hơn những người lính dòng dõi quý tộc đã ghé qua Tara. Trong những cơn mê sản, ngôn ngữ của y cũng sai bấy văn phạm. Không khác gì hai anh em song sinh Tarleton, nhưng họ nhận ra gốc gác của y nhờ vào bản năng, cũng như khi họ phân biệt dễ dàng giữa những con ngựa nòi và những con tạp chủng. Họ biết rõ là y không cùng giai cấp với mình, dù vậy họ vẫn tận tình cứu chữa cho y. Hao mòn khí lực sau một năm sống trong trại tù giam kỳ, kiệt sức sau một hành trình dài dịu dợi, với một chân gỗ gắn sơ sài, Will không còn đủ sức để chống lại chứng sưng phổi. Ngày này qua ngày khác, y nằm trên giường, hoặc rên rỉ, hoặc thỉnh thoảng, cố gượng ngồi bật dậy, nhớ những lần xông ra bãi chiến trường. Tuy mê sản, nhưng không một lần nào y gọi tới tên của mẹ, của vợ, của anh chị em, hay một người thân yêu nào đó. Chính điều này khiến Karin băn khoăn, cô nói, một người đàn ông đáng lý phải có gia đình thân quyến, dường như ông ta chẳng còn một ai thân thuộc nữa. Tuy gầy ốm khẳng khiu, nhưng Will chịu đựng dễ dàng và nhờ sự tận tình chăm sóc, y thoát chết. Hôm tỉnh dậy, y nhìn quanh ngơ ngác một lúc rồi trông thấy Karin đang ngồi bên cạnh, tay lầm chuỗi hạt, miệng lầm rầm cầu nguyện. Y hỏi với giọng đều đều, chắc không phải tôi nằm mơ, tôi có làm phiền gì cô nhiều lắm không? Thời kỳ bình phục kéo dài, những ngày đó y chỉ nằm trên giường, lặng yên nhìn ra khóm mộc lan bên ngoài cửa sổ, và chẳng hề làm phiền phức ai. Karin thích y qua thái độ trầm lặng đó. Cô có thể ngồi suốt buổi chiều nóng nực, quạt mát cho y, và khỏi cần phải nói gì cả. Những ngày đó, Karin ít nói, và lui tới trong nhà lẳng lặng như một bóng ma, phụ trách những việc vừa với sức mình. Hễ rảnh rỗi là cô lại cầu nguyện. Cứ mỗi lần xô cửa vào phòng, là Scarlett lại bắt gặp đứa em gái út của mình đang quỳ gối bên giường. Và cứ mỗi lần thấy vậy là nàng không khỏi khó chịu, bởi vì đối với Scarlett,
thời kỳ cầu nguyện đã qua rồi. Với nàng, tôn giáo chỉ là một sự mặc cả. Nàng đã hứa với Chúa là sẽ ăn ở như một người tốt để đổi lấy những đặc ân của Chúa. Nhưng theo lối nhận định của nàng, Chúa đã lắm lần phá bỏ cuộc giao kết, cho nên nàng thấy chẳng còn sợ Chúa gì nữa. Một chiều, lúc Will Binton đã ngồi dậy được, Scarlett tới nói chuyện với y một lúc khá lâu và tìm trách về việc Karen cứ cầu nguyện mãi, và Scarlett đã hết sức ngạc nhiên khi nghe Will nói bằng cái giọng vẫn cứ đều đều của y. Cô Scarlett, xin cứ để mặc cô ấy. Làm vậy, cô sẽ được an ủi. Được an ủi hả? Phải, cô cầu nguyện cho mẹ cô và cho anh ta. Anh ta hả? Anh ta nào? Will quay nhìn nàng với đôi mắt xanh không chút ngạc nhiên, dường như không còn gì khiến y xúc động hay ngạc nhiên nữa cả. Có lẽ y đã chứng kiến quá nhiều những chuyện hết sức bất ngờ, nên không còn gì để ngạc nhiên nữa. Điều mà Scarlett không hiểu nổi ở em mình thì Will lại biết và chẳng cho là có gì kỳ lạ. Y coi là chuyện tự nhiên khi Karen muốn tìm an ủi bằng cách kể lại chuyện mình với y, một người xa lạ. Tôi muốn nói tới người si mê cổ hút, anh chàng tên Brent hay gì đó đã tử trận ở Gettysburg. Scarlett sẵn giọng. Người si mê nó? Làm gì có? Chính Brent và anh Quay là những người si mê tôi thì có đó. Đúng, cô Karen có nói. Dường như bao nhiêu trai tráng của học này đều là những kẻ si mê cô. Nhưng dù sao anh ta cũng đã si mê em cô sau khi bị cô cho ra rìa. Do đó mà lời nghĩ khác sau hết họ đã đính hôn với nhau. Cổ nói đó là người cổ yêu thương duy nhất, nên cổ cầu nguyện cho người đó để tìm an ủi. Ái chẹt chà! Scarlett kêu lên, đầu nhói vì ganh tị. Nàng nhìn kỹ con người ngồi bên cạnh với đôi vai gầy trơ xương, với mái tóc úa hoe và đôi mắt dường như không bao giờ chớp. Vậy là y đã hiểu khá nhiều về chuyện nhà nàng mà chính nàng ít khi bận tâm tìm hiểu. Vậy là chính vì thế mà Karen cứ luôn luôn sống như một kẻ vô hồn và cầu nguyện mãi, rồi cũng phải quên đi chứ. Thằng dạng thiếu nữ mất người yêu, thằng dạng bà vợ mất chồng kia mà. Chính nàng cũng đã quên Sox rồi, và nàng cũng đã có lần nghe kể chuyện một thiếu phụ ở Atlanta đã lần lượt mất ba người chồng trong trận chiến mà vẫn còn thích để ý tới đàn ông. Nàng nói tất cả những điều đó ra, nhưng Will lắc đầu quả quyết. Cô Karen thì không vậy đâu. Will là người hầu chuyện khéo gì, y ít nói, mà lại chịu khó nghe và thông cảm. Scarlett bàn với y về chuyện phát cỏ, cày xới và trồng trọt, về chuyện nuôi heo nuôi bò, và y đã góp nhiều ý kiến hay, vì chính y cũng có một nông trại nhỏ ở miền Nam Georgia với hai người hát nô. Y biết chắc là những người da đen đã bỏ đi rồi, và đất đai bây giờ chỉ toàn là cỏ dại với thôn con. Chị của y, người thân duy nhất, mấy năm trước đã theo chồng về Texas. Bây giờ y là người đơn độc, tuy nhiên tất cả những chuyện đó dường như chẳng làm cho Will bận tâm bao nhiêu hơn là khuất chân bỏ lại Virginia. Sau những ngày vất vả phải luôn luôn nghe tiếng cầu nhào của gia nhân, tiếng hét lanh lảnh của Suellen và ông Geran cứ hỏi bà Ellen hiện ở đâu, Scarlett cảm thấy nhẹ người khi có được Will. Nàng có thể nói thẳng với Will bất cứ chuyện gì. Nàng cũng đã kể cho y nghe vụ bắn chết tên gian kỳ và khoan khoái khi được y khen. Hay lắm! Lần lượt cả nhà đều tìm tới Will để trút bớt những thắc mắc của mình. Ngay cả Mami cũng cần tới y, mặc dù trước đó bà coi y như là kẻ không xứng đáng với địa vị của bà. Vì y không phải là người quý tộc, lại chỉ có mỗi hai tên nô lệ thôi.
lúc đã có thể đi khập khiễng trong nhà, Will lo đang thúng rổ hoặc đắp giá những bàn ghế bị quân dân tri đâm thủng. Y rất khéo tay trong nghề đẽo gọt, nên Wade cứ luôn luôn ở bên cạnh Y để được đẽo cho những món đồ chơi bằng gỗ. Có Will trong nhà là mọi người yên tâm giao phó Wade và hai đứa bé sơ sinh để lo làm chuyện khác, bởi vì Y săn sóc chúng không thua gì Mommy và chỉ kém có một mình Melanie về tài dỗ hai đứa bé da trắng và đen. Cô đã đối xử với tôi rất tốt, cô Scarlett, trong khi tôi chỉ là người xa lạ. Tôi lại còn mang tới cho cô nhiều cực nhọc và lo nghĩ. Đôi lúc, tôi thấy là nếu không có gì trở ngại, tôi muốn xin được ở lại đây giúp đỡ cô bằng tất cả sức lực của tôi cho tới khi nào trả nợ xong. Nhưng tôi biết rằng không bao giờ trả nổi, vì một người đàn ông không bao giờ trả dứt được nợ với người đã cứu mạng mình. Thế là Will ở lại, và dần dần một phần lớn gánh nặng của Tara từ vai Scarlett chuyển sang đôi vai gầy gò của Y. Tháng 9, mùa hái bông, Will Benton ngồi trên thềm nhà dưới chân Scarlett trong ánh nắng dịu dịu của tiết thu. Bằng một giọng đều đều nhưng rõ ràng, Y than phiền cái nhà máy tỉa hộp bông vải mới thành lập gần Fayetteville đòi giá quá cao. Nhưng Y được biết nhà máy sẽ giảm 1/4 tiền công nếu chịu cho họ mượn ngựa và cổ xe 2 tuần. Nhưng Will chưa dám hứa hẹn gì cả trước khi bàn với Scarlett. Scarlett nhìn xuống cái dáng người gầy gò đang ngồi nhai cọng rơm, đúng như Mommy thường tuyên bố, Will là người mà Thượng Đế ban cho Tara. Và Scarlett tự hỏi, nếu không có Y, làm sao Tara có thể sống sót được mấy tháng qua? Will không nói nhiều, không để lộ cá tính, và hình như không bao giờ hài lòng với mọi việc xung quanh. Nhưng Y lại biết rất rõ tính tình của từng người một ở Tara. Và Y cũng siêng năng làm việc thật lặng lẽ, kiên nhẫn và hoàn hảo. Dù chỉ còn một chân, Y làm việc còn hữu hiệu hơn cả Pop. Theo Scarlett, Y còn vượt xa cả Pop nhờ những kiến thức kỳ diệu. Khi con bò cái bị đau bụng dữ dội hoặc con ngựa bị một chứng bệnh khó hiểu nào đó, là Will thức suốt đêm săn sóc và sau cùng cứu thoát được chúng. Kiến thức thương mại lanh lợi của Y còn làm cho Scarlett kính nể hơn. Buổi sáng Y đánh xe ra khỏi nhà với 1 hay 2 đấu táo, khoai mỡ và rau cải, rồi trở về với hộp giống, giải dốc, bột và nhiều nhu yếu phẩm khác. Scarlett biết rõ là nàng không sao làm được hơn như vậy. Will quả là một tay buôn bán có tài. Dần dần Y được coi như người nhà và được một cái giường nhỏ trong căn buồng sát bên phòng của ông John. Y chẳng nói gì tới chuyện rời khỏi Tara, và Scarlett cũng không bao giờ đả động tới chuyện đó. Nàng sợ Y sẽ bỏ đi. Nhiều khi, nàng cũng nghĩ, giả sử Y còn một người thân nào, chắc chắn Y sẽ ra đi, dù không biết đi đâu cũng mặc. Vì thế, nàng luôn luôn khẩn nguyện cho Y cứ ở lại Tara. Có được một người đàn ông trong nhà, bao giờ cũng đỡ lo lắng hơn. Scarlett cũng nghĩ rằng Karen nếu khôn một chút thôi, chắc chắn là con nhỏ đó nhận lấy Will, đang thương nó. Scarlett sẽ suốt đời mang ơn Will nếu Y hỏi cưới Karen. Dĩ nhiên vào thời kỳ trước, Will không phải là người xứng đáng với em nàng. Y không thuộc hàng ngũ đội điền chủ, cũng không phải hạng gia trắng mặt sẹp. Will có dáng vẻ của một tiểu điền chủ, một đại chủ nho nhỏ, trình độ văn hóa trung bình, nói sai văn phạm và hoàn toàn không có những cử chỉ thanh lịch như của gia đình O'Hara. Scarlett quả quyết rằng Will không phải là người thượng lưu, nhưng Melanie cực lực bênh vực Will, nàng bảo rằng người biết tỏ ra tử tế và biết suy nghĩ như Will phải thuộc dòng dõi quý tộc.
Scarlett biết bà Ellen có thể ngất xỉu khi nghĩ tới việc con bà lấy một người như thế, nhưng bây giờ Scarlett thấy cần phải thoát hẳn khỏi cái ý thức hệ của mẹ. Đàn ông đang hiếm, đàn bà cần phải có chồng, và Tara cần tới bàn tay của một người đàn ông. Nhưng Karen càng ngày càng đắm chìm trong những câu kinh, càng ngày càng xa dần thực tại. Cô chỉ coi Will như một người anh, và đối xử với y như với Paul. Nếu Karen biết nghĩ tới công ơn của mình một chút, nó sẽ lấy y, và mình không còn sợ y bỏ đi nữa. Nhưng trái lại, nó dành cả ngày để tưởng nhớ tới cái thằng con trai ngốc nghếch, có lẽ nó chẳng bao giờ thật lòng thương yêu nó. Tuy thế Will vẫn ở lại Tara, tại sao y ở lại Scarlett không biết rõ. Nàng rất hài lòng vì y đối xử với nàng thẳng thắn như giữa hai người đàn ông. Will một mực tôn kính ông John, nhưng vẫn coi Scarlett mới chính là chủ nhân thật sự của Tara. Scarlett chấp thuận ý định cho mướn ngựa của Will, dù như thế có nghĩa là cả nhà phải chịu đi bộ trong một thời gian. Người bất mãn nhất là Sue Ellen. Cô rất thích thú được tháp tùng Will mỗi lần đi Jonesboro hoặc Fayetteville mua sắm. Những lúc đó Sue Ellen cảm thấy mình vẫn còn là một tiểu thư O'Hara như thuở nào. Sue Ellen không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để đi ra ngoài và để làm cho không ai biết được là cô phải cuốc xới và làm giường mỗi ngày. Melanie từ trong nhà ẵm con ra, nàng trải một tấm vải lót giường cũ lên nền nhà để thằng Bill nằm chơi trên đó. Từ khi nhận được thư của Ashley, lúc nào Melanie cũng ca hát ầm ĩ hoặc nóng lòng ngồi ngóng Ashley, nhưng dù sung sướng hay thất vọng, Melanie vẫn cứ gầy còm xanh xao. Lão bác sĩ Fontaine đã nói thẳng với Melanie là nếu sinh con một lần nữa, chắc chắn nàng sẽ chết. Will nói, bữa nay đi Fayetteville, tôi có lượm được một vật dễ thương lắm, hy vọng là hai cô sẽ thích thú, nên tôi đem về đây. Y lôi ra từ túi quần sau một cái bóp bằng vải thô do Karen may cho, và lấy ra một tờ giấy bạc liên bang miền Nam. Chú mà cho là cái thứ tiền giấy này xinh xắn, thì tôi hết nói rồi sao? Scarlett lạnh lùng nói với Will, nàng bực dọc khi nhìn thấy tờ giấy bạc mất giá và nói tiếp. Trong tủ ba tôi còn $3,000 và mommy cứ đòi đưa để trám mấy cái lỗ trên trần nhà cho khỏi dột. Tôi cũng định đưa cho rồi, như vậy còn được gì hơn? Melanie mỉm cười buồn bã. Hỡi Caesar ngạo mạn đã chết đi và biến thành đất sét. Đừng Scarlett. Hãy giữ lại cho thằng Quê, một ngày kia nó sẽ thấy kiêu hãnh với đồng tiền ấy. Chú thích, hỡi Caesar ngạo mạn đã chết đi và biến thành đất sét là một câu trong vở kịch Julius Caesar của đại văn hào William Shakespeare, 1564-1616, vở kịch lấy đề tài là cái chết của nhà độc tài Caesar thời cổ La Mã. Hết chú thích. Will kiên nhẫn nói theo, tôi thì chẳng biết gì về cái ông Caesar ngạo mạn đó, nhưng tôi đem tờ giấy bạc này về vì những dòng chữ cũng giống với ý nghĩ của cô Nelly. Sau lưng tờ giấy bạc này có dán một bài thơ. Tôi biết cô Scarlett không biết nhiều về thơ, nhưng tôi nghĩ chắc cô cũng thích nghe. Y lật mặt sau tờ giấy bạc, trên có dán một mảnh giấy phai màu với những hàng chữ viết bằng mực thô đã lợt loạt. Will hắn giọng đọc chậm chậm với đôi chút khó khăn. Dài hàng trên lưng tờ giấy bạc liên bang miền Nam. Đó là cái tựa của bài thơ đó. Không đại diện được thiên thần trên đất, cũng không thay thế nổi uy lực của thủy thần. Chỉ còn là dấu hiệu của một quốc gia tan rã. Hãy giữ lấy nó và phô trương nó. Hãy khoe nó với kẻ nào chịu khó nghe. Câu chuyện được kể rằng, hỡi tự do được sinh ra từ giấc mơ ái quốc,
đã bị bão cuốn tan ngay từ lúc trong nôi. Melanie nức nở khen. Hay quá, thật là cảm động. Scarlett, em đừng đưa cho Mami nha. Nó có ý nghĩa hơn một sắp giấy lộn nhiều, đúng như lời thư đã nói. Chỉ còn là dấu hiệu của một quốc gia tan rã. Melly, sao chị dễ cảm vậy? Chỉ là giấy. Tôi cứ bực bội luôn khi nghe Mami nghèo nghèo, đòi cắm mấy cái lỗ trên trần nhà. Tôi tin là lúc thằng Wade lớn, tôi sẽ có vô số giấy bạc xanh cho nó, thay vì cái thứ tiền vô giá trị này. Will đang đùa với thằng Beau, giữa lúc hai thiếu phụ cãi lý nhau bỗng ngẩng lên, lấy tay che mắt nhìn ra đường. Có người tới kìa, lại thêm một người lính nữa. Scarlett nhìn theo, cũng dẫn hình ảnh quen thuộc, một người lính râu ria xồm xoàm, đang mệt nhọc đi lên con dốc hai bên có trồng vách hương, một người lính quần áo rách rưới, nửa xanh nửa xám, đầu y cúi gằm mệt nhọc, chân lê lết. Vậy mà mình cứ tưởng đã thoát nạn rồi, ước gì ông lính này không đói lắm. Will buông thõng, tôi nghĩ là y đang đói lắm đó. Melanie nhổm dậy, để chị biểu con Dinsey dọn thêm dĩa muỗng và dặn Mami đừng bắt người ta cởi đồ ra nữa. Nhưng nàng chợt nín bặt, khiến Scarlett phải quay lại nhìn. Bàn tay khẳng khiu của Melanie đang chặn ở cổ, như cố nén một cơn đau. Scarlett thấy rõ những gân máu dưới lớp da trắng của bàn tay người chị chồng, phập phồng thật mau. Mặt Melanie càng lúc càng trắng nhợt ra, và mắt trợn trừng lên. Chắc chị ta muốn xỉu rồi. Scarlett vừa nghĩ, vừa vội vàng phóng tới giật tay Melanie. Nhưng ngay tức khắc, Melanie giật tay ra và chạy ùi xuống nền nhà. Nàng chạy như bay, trên con đường rải sỏi, tà váy phai màu phất phơ ở phía sau, hai tay chìa ra phía trước. Đột nhiên, Scarlett nhận rõ ra, nàng choáng váng, nằm lùi lại và đứng chết sững trên thềm nhà. Khi người đàn ông râu ria bẩn thỉu đó dừng lại, nhìn về phía ngôi nhà, và dường như đã quá kiệt sức, không làm sao lê chân được nữa. Tim nàng như ngừng đập, rồi lại tiếp tục nhảy mau. Melanie hốt lên vài tiếng gì không rõ, rồi ngã bổ vào vòng tay người lính. Hắn cúi xuống nhìn nàng, mừng như điên. Scarlett nhảy xuống hai bậc thềm, định chạy ra, nhưng bị Will kéo mạnh lại. Đừng, đừng quấy rối họ. Buông ra, đồ ngu, buông ra, Ashley mà. Will vẫn không nới tay. Cô Scarlett, ông ấy có phải là chồng của cô Melanie không? Will bình tĩnh hỏi gặn lại. Scarlett vừa mừng vừa giận. Nàng nhìn thẳng vào mắt Will, và tận sâu đáy mắt đó, có một cái gì chứng tỏ là y đã hiểu và rất thông cảm với nàng.